Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tạp chí Ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VITV. Thưa quý vị, mới đây thì cơ quan y tế Trung Quốc đã xác nhận dấu vết của virus corona được tìm thấy trên rất nhiều bề mặt, bao gồm cả trên tay nắm cửa. Virus corona có thể xuất hiện trên nhiều đồ dùng hàng ngày như điện thoại di động, bàn phím máy tính, công tắc điện. Những thông tin này đã dấy lên nhiều lo ngại về việc sử dụng tiền mặt trong thanh toán hàng ngày. Bởi trên thực tế thì nhiều nghiên cứu cho thấy tiền giấy tiềm ẩn nhiều vi khuẩn có nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm cho con người. Vậy virus corona có dễ lây lan qua tiền mặt và giải pháp cần có trong thời điểm này là gì? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Tạp chí Ngân hàng tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Như chúng ta đã biết thì các tờ tiền không nằm yên một chỗ mà luân chuyển từ tay của người này qua tay của người khác. Chính vì vậy mà nó đã trở thành mối lo giữa lúc dịch bệnh bùng phát. Và nhiều chuyên gia y tế cũng lưu ý người dân nên cẩn trọng trong việc sử dụng tiền mặt, thường xuyên vệ sinh, rửa tay để phòng bệnh lây nhiễm. Trong khi đó thì giao dịch thanh toán bằng tiền mặt vẫn còn chiếm đa số tại Việt Nam, chiếm tỷ lệ đến 90%, các phương thức thanh toán điện tử thì chưa thực sự phổ biến. Vậy những mối lo đến từ tiền mặt khi dịch bệnh virus corona đang diễn biến phức tạp như hiện nay là gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận từ phóng viên của Tạp chí Ngân hàng. Ho, hắt hơi hoặc bắt tay có thể khiến cho những người xung quanh bị phơi nhiễm hay không, tùy thuộc vào mức độ lây lan của virus. Cũng không loại trừ có thể bị lây virus nếu chạm tay vào vật mà người bệnh chạm vào rồi đưa lên mũi, mắt, miệng. Điều này làm nhiều người tiêu dùng dấy lên lo ngại về vấn đề thanh toán bằng tiền mặt. Bởi vậy, phương thức thanh toán online đang được nhiều người dân ưa chuộng. Bản thân tôi thì cũng cảm thấy là sử dụng tiền mặt ấy, mình không biết là qua tay những ai, rồi người ta có sử dụng găng tay sạch sẽ hay không. Nên là tôi khá là e ngại khi sử dụng tiền mặt. Vì vậy mà tôi chuyển sang sử dụng không tiền mặt bằng cách là thanh toán qua điện thoại hoặc là thẻ ngân hàng. Theo mình, cái hình thức thanh toán tiện lợi nhất mà có thể phòng tránh được cái lây nhiễm của bệnh dịch đó chính là quét QR code. Vì mình sử dụng đó thì mình không cần phải thao tác hoặc là tiếp xúc với cả một người nào khác mà mình chỉ cần đưa điện thoại lên quẹt là được. Tuy nhiên, đối với những người lớn tuổi và người sống ở khu vực nông thôn thì việc tiếp cận với các dịch vụ thanh toán online chưa phổ biến, trong khi đó người lớn tuổi với sức đề kháng yếu hơn lại trở thành đối tượng dễ bị lây bệnh. Đối với lại những người mà lớn tuổi thì cái việc mà sử dụng internet hay là sử dụng điện thoại thì khá là khó khăn, bởi vì thế thì cái sử dụng tiền mặt của họ thì vẫn là thường xuyên và là chủ yếu. Còn cái việc mà sử dụng tiền qua mạng thì họ thấy là những cái giao dịch khá là phức tạp, và những cái việc mà để mà đăng nhập hay là chuyển khoản hay là nạp vào ví rồi gửi đi thì rất là phức tạp, vì thế mọi người thì thường không sử dụng nhiều đến cái hình thức là sử dụng không dùng tiền mặt, mà người ta thường sử dụng tiền mặt cho gọn và nhanh hơn. Tuy nhiên thì với cái dịch bệnh corona như hiện nay thì đối với những người lớn tuổi là những người mà có khả năng mắc bệnh cao hơn thì cái việc mà sử dụng tiền mặt đối với họ thì cảm thấy là họ sẽ gặp phải rất là nhiều cái tiếp xúc với cái dịch bệnh dễ dàng hơn. Thì tôi nghĩ là họ nên cần phải thay đổi cái việc sử dụng tiền của mình cho nó phù hợp hơn. Họ nên hoặc là họ có thể là sử dụng bao găng tay chẳng hạn, hay là sát khuẩn trước khi mà giao dịch bất cứ với lại nhà cung cấp hay là người bán hàng. Theo các chuyên gia, tiền mặt ở bất kỳ quốc gia nào cũng là nguồn lây bệnh đáng lưu ý bởi đặc thù lưu thông của nó. Mặc dù chưa có nghiên cứu chính thức tiền có là mối lo ngại lây lan virus corona hay không, song nhiều chuyên gia cũng khuyến cáo người dân nên cẩn trọng trong việc sử dụng tiền mặt cũng như tiếp xúc các đồ vật thông dụng khác. Đối với cái tiền mặt ở bất kỳ quốc gia nào ấy, thì cũng là một cái nguồn lây dịch bệnh, bởi vì tiền thì được sử dụng qua rất là nhiều các cái người khác nhau đấy, và vì vậy mà đặc biệt là ở Việt Nam thì cái thói quen dùng tiền mặt rất là lớn của người dân, và đôi khi những cái tiền mặt đấy là cái nguồn gây bệnh. Chúng ta thấy rất rõ rằng là các vấn đề giao dịch tiền mặt trong thời gian vừa qua thì nó cũng đã giảm đi đáng kể, đặc biệt là trong cái đợt dịch lần này, bởi vì cái vấn đề mà người dân hay các cái tổ chức doanh nghiệp mà họ trao đổi với nhau bằng tiền mặt thì đó vẫn là cái kênh để mà tạo ra cái sự lây nhiễm bệnh. Chính vì lẽ đó cho nên là người dân hiện nay họ cũng đang có nhiều cái sự lo ngại khi họ sử dụng cái tiền mặt trong cái quá trình để mà thanh toán giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ. Hiện nay một số ngân hàng cũng khuyến khích khách hàng chuyển qua giao dịch online trong thời gian này bằng các hành động cụ thể như có văn bản yêu cầu nhân viên giới thiệu, hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm ngân hàng điện tử như Internet Banking, Open Banking để kiểm tra số dư, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, thanh toán thẻ, gửi tiết kiệm mà không phải đến ngân hàng.
Thưa quý vị, trước những thông tin nêu rõ nhiều lo ngại về việc sử dụng tiền mặt, vật quá quen thuộc và không thể thiếu trong thanh toán hàng ngày. Bởi trên thực tế thì nhiều nghiên cứu cũng xác nhận tiền giấy tiềm ẩn nhiều vi khuẩn có nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm cho con người. Vì thế nhiều người dân trong giai đoạn hiện nay cũng thường xuyên sử dụng giao dịch tài chính online, không chỉ vì sự tiện lợi mà còn nhằm mục đích phòng chống lây lan của dịch virus khi mà sử dụng tiền mặt. Xin mời quý vị cùng theo dõi thông qua phóng sự ngay sau đây. Trước tình hình dịch bệnh do chủng mới của virus corona nCoV, việc ưu tiên sử dụng kênh ngân hàng điện tử và thanh toán online qua thẻ cũng là một cách để có thể phòng chống dịch bệnh corona. Khách hàng ở nhà có thể chuyển tiền gửi tiết kiệm thanh toán mọi loại hóa đơn hay sử dụng thẻ để mua sắm trực tuyến, mà không phải đến ngân hàng chen lấn ở siêu thị đông đúc. Đây cũng là lựa chọn của chị Trần Thị Mai Hoa, nhân viên văn phòng trong giai đoạn dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến khó lường. Trước cái dịch bệnh corona đang lây lan hiện nay á, thì tôi rất là lo ngại khi mà đi ra đường hoặc là tiếp xúc với chỗ đông người. Thế nên mà nếu mà không có việc gì cần thiết phải nộp rút tiền á, thì tôi rất là hạn chế đến giao dịch. Thay vào đó thì nếu mà có thanh toán cho bản thân á, thì tôi sẽ dùng cái Abibank Mobile. Khi mà giao dịch online tại nhà đó thì nó sẽ tránh được va chạm với thứ nhất là mình không có đi ra đường, thứ hai đó là mình sẽ không có đụng chạm nhiều với tiền mặt, cho nên là nó cũng đỡ cho mình không có gặp nhiều cái nguy hiểm trong cái dịch bệnh hiện nay. Tại các ngân hàng đều đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như trang bị đầy đủ khẩu trang cho giao dịch viên tại quầy, cấp phát khẩu trang và nước rửa tay miễn phí cho khách hàng. Không chỉ thế, ngân hàng này còn khuyến khích khách hàng sử dụng tiện ích trên các sản phẩm ngân hàng điện tử của ngân hàng để giao dịch. Open Banking, Internet Banking, Mobile Banking. Đại diện một ngân hàng cho biết, giao dịch tại quầy từ sau Tết đến nay cũng giảm đi rõ rệt. Thay vào đó là hình thức giao dịch online ngày càng gia tăng. Phía ngân hàng cũng tăng cường hỗ trợ cho khách hàng được giao dịch thuận lợi hơn trong giai đoạn hiện nay, nhằm đảm bảo an toàn cho cả khách hàng và ngân hàng. Từ sau Tết đến nay, thì song song với cái việc sụt giảm về cái số lượng giao dịch của khách hàng trực tiếp tại quầy, thì tôi nhận thấy là theo thống kê của ngân hàng thì tôi nhận thấy một cái điểm là các giao dịch điện tử của Abibank có xu hướng tăng lên mỗi ngày. Các cái sản phẩm dịch vụ trên không gian mạng của Abibank như là Online Banking hay Abibank Mobile của chúng tôi cũng được cập nhật. Cái tính năng của nó thường xuyên tăng cái tính năng của nó, và đồng thời cũng tích hợp nhiều tiện ích hơn. Do đó là cho nên là ngân hàng chúng tôi rất là tự tin trong cái việc phục vụ nhu cầu của khách hàng trước cái tình huống mà xảy ra như thế này. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân nên dần chuyển sang các phương thức thanh toán số, thương mại điện tử thay cho việc trao đổi trực tiếp với nhau bằng tiền mặt trong giai đoạn dịch bệnh đang bùng phát. Khi khách hàng không muốn tiếp xúc nơi đông người, phòng tránh lây lan mà các giao dịch với ngân hàng, thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ vẫn diễn ra, là dịp để thanh toán điện tử lên ngôi. Đây cũng là một trong những cơ hội trong việc thay đổi nhận thức, thói quen dùng tiền mặt của đại đa số người dân hiện nay, từ đó góp phần thúc đẩy mục tiêu hướng tới xã hội không tiền mặt ngày càng phát triển. Hiện nay thì người dân đang dần có các chuẩn bị các thói quen và chuyển từ cái sự giao dịch từ tiền mặt qua giao dịch thanh toán online, và đây chính là cái cơ hội để mà thanh toán trực tuyến và cái vấn đề giao dịch mua bán trả tiền lẫn nhau nó thông qua hình thức là thanh toán bằng thẻ, thanh toán trả bằng các cái hình thức trực tuyến, để làm sao đó mà giúp cho người dân hạn chế được cái việc lây nhiễm thông qua việc sử dụng trực tiếp bằng tiền mặt. Và đây chính là cái cơ hội để mà cái chủ trương cũng như cái quá trình, cái thói quen của người dân khi mà sử dụng thanh toán trực tuyến nó ngày càng phát triển tốt hơn. Trước tình hình dịch cúm corona, để bảo vệ sức khỏe chính mình cũng như cộng đồng, việc hạn chế sử dụng tiền mặt được cho là cần thiết để hạn chế tối đa các nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh, phòng chống dịch virus corona. Để khuyến khích khách hàng giao dịch online, một số ngân hàng tiếp tục duy trì chính sách không thu phí đăng ký, phí duy trì dịch vụ qua Mobile Banking, Internet Banking. Thưa quý vị, theo một nghiên cứu của trường đại học New York dựa trên phân tích chất liệu của một tờ đô la Mỹ cho thấy, tiền giấy là nơi cư ngụ của khoảng 3.000 vi khuẩn khác nhau có nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người.
Tương tự tại Việt Nam, thì nhóm nghiên cứu của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng từng kiểm tra 2 tờ tiền giấy thối lại của một người bán thịt. Và các chuyên gia đã đếm được lượng vi khuẩn và nhận thấy trong một cam tiền giấy có tới 210 triệu vi khuẩn hiếu khí, chỉ hoạt động được trong môi trường có không khí, và 32.000 vi khuẩn gram âm. Trong đó thì các tờ tiền lại không bao giờ nằm yên một chỗ mà luôn luân chuyển từ tay của người này qua tay người khác. Vậy giải pháp cần có để đưa người tiêu dùng an toàn qua mùa dịch này là gì? Xin mời quý vị theo dõi những ghi nhận ngay sau đây. Bản thân tôi khi đến cơ quan hoặc là đến siêu thị chẳng hạn thì đã thấy họ có những cái chai dung dịch rửa tay hoặc là đồ sát khuẩn để sẵn rồi. Thực sự là với cái văn hóa sinh hoạt của người Việt Nam ấy, thì họ vẫn thường đi chợ nhiều hơn. Và cái nguy cơ ở chợ thì rất là cao, vì ở chợ thì đồ ăn thức uống họ cũng chưa phải thực sự sạch sẽ. Mà người qua người lại và thanh toán cả đồ sống, đồ tươi sống rồi đến đồ chín ấy, thì mình cũng cảm thấy rất là e ngại. Theo mình thì hiện tại đơn giản nhất là chính bản thân các chủ của cửa hàng cũng cập nhật việc thanh toán không dùng tiền mặt để người dùng có thể thanh toán trực tiếp qua điện thoại được luôn mà không phải sử dụng tiền mặt nữa. Tôi nghĩ là cái việc giao dịch tiền mặt để mà hạn chế thì nó cũng rất là khó, bởi vì là thường là ví dụ như những người già hay những người lớn tuổi không quen dùng thẻ thì họ sẽ phải giao dịch bằng tiền mặt. Còn ví dụ như giới trẻ chúng tôi thì khi đi mua hàng thì thay vì tiền mặt thì có thể dùng quẹt thẻ để hạn chế lây lan virus. Ngoài cái việc mà người bán hàng họ giữ sạch sẽ như là sát khuẩn hay đeo găng tay thì chính chúng ta cũng cần phải bảo vệ tốt cho bản thân của mình bằng cái việc là như là chúng ta có thể sát khuẩn khi mà đi ra các cửa hàng này. Bình thường là cứ khoảng 20 phút thì chúng ta sẽ 20 giây thì chúng ta sẽ rửa tay một lần, và chúng ta có thể là đeo găng tay, đeo bao tay và thường xuyên là kiểm tra nhiệt độ của cơ thể. Đồng thời với đó là nếu như mà có bị cảm này, hay bị ho hay là bị sốt hay sổ mũi, chúng ta cần phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và chữa và để xem là bản thân của mình là có bị mắc hay không, để bảo vệ những người xung quanh và bảo vệ chính bản thân của mình. Tôi cho rằng đây là một cái cơ hội để cho chính phủ rồi ngành ngân hàng phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cái câu chuyện về thanh toán không tiền mặt. Đấy cũng là một cái phương thức mà khách hàng hiện nay bắt đầu ưa chuộng nhiều hơn, nhất là trong bối cảnh lo toan về dịch bệnh. Rồi giao dịch tiền mặt nó cũng tiềm ẩn nhiều cái rủi ro, cả cái rủi ro về lây lan bệnh, bởi vì đồng tiền cũng không phải là sạch sẽ. Cái thứ hai là cái việc thanh toán không tiền mặt thì cũng đã được chính phủ chỉ đạo ngay từ đầu năm. Trong nghị quyết 02 năm nay, chính phủ tiếp tục đặt vấn đề tăng cường thanh toán không tiền mặt trong toàn bộ nền kinh tế. Và thậm chí là Thủ tướng cũng đã có những cái chỉ đạo để yêu cầu thanh toán không dừng đối với lĩnh vực giao thông vận tải trong thời gian vừa qua. Để tránh cho người dân hạn chế cái việc là lây bệnh, ví dụ như là qua cái cách dùng tiền mặt, thì bản thân các cái hệ thống ngân hàng nên chăng có thể áp dụng những cái công nghệ hoặc là có những cái hệ thống gì đó, có thể là hoặc là dùng các cái hóa chất nào đó để có thể là xử lý những cái tiền mà từ cái hệ thống ngân hàng đưa ra được cái người dùng, để làm sao mà tránh cái việc mà lây lan được cái virus. Bên cạnh đó thì cái biện pháp căn cơ nhất hiện nay thì kể cả chính phủ, ngân hàng nhà nước đều khuyến khích áp dụng, đó là thanh toán không dùng tiền mặt. Thì đây là một cách rất là văn minh. Đấy, thì dùng thẻ tín dụng hoặc là thanh toán bằng ví điện tử hoặc là internet banking. Thì tôi nghĩ là cái căn cơ, cái giải pháp lâu dài để tránh dịch bệnh cũng như là đảm bảo cho cái việc là chống tham nhũng rồi rất nhiều các cái lợi ích khác khi mà chúng ta áp dụng các cái công nghệ để thanh toán không cần dùng tiền mặt nữa. Hiện nay thì người dân đang dần có các chuẩn bị các thói quen và chuyển từ cái sự giao dịch từ tiền mặt qua giao dịch thanh toán online, và đây chính là cái cơ hội để mà thanh toán trực tuyến và cái vấn đề giao dịch mua bán trả tiền lẫn nhau nó thông qua hình thức là thanh toán bằng thẻ, thanh toán trả bằng các cái hình thức trực tuyến, để làm sao đó mà giúp cho người dân hạn chế được cái việc lây nhiễm thông qua việc sử dụng trực tiếp bằng tiền mặt. Đến đây thì chương trình tạp chí ngân hàng tuần này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý khán giả đừng quên có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn và liên tục cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VTV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!